Cũng tại hội nghị Trung ương 9, Trung ương đã thông qua một số nội dung quan trọng và giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa 15 bầu các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội. Cụ thể, Trung ương giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước, và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024, sáng nay ngày 18 tháng 5, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Dự lễ viếng có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Vương Đình Huệ, Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người, phát huy cao độ truyền thống yêu nước, đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tiếp đó, đoàn đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.